CDT News, bức tâm thư của tiến sĩ 32 tuổi bị ung thư ở đỉnh cao sự nghiệp làm thức tỉnh triệu người trẻ. Sức khỏe thực sự rất quan trọng. Vào thời khắc giữa sự sống và cái chết, bạn sẽ phát hiện rằng bất kỳ sự làm thêm giờ nào đều khiến bản thân bạn thêm áp lực. Những nhu cầu thiết yếu như mua nhà, mua xe đều trở thành những thứ phù phiếm như áng mây trôi. Nếu như bạn có thời gian, hãy cố gắng dành thời gian của mình ở bên lũ trẻ, đem tiền mua xe gửi tặng ba mẹ để họ có thể mua được những thứ cần thiết. Đừng nhất định ép mình phải mua nhà đẹp, chỉ cần có thể ở bên những người bạn yêu quý, đó chính là ngôi nhà ấm áp và đẹp đẽ nhất của bạn. Cô Wu Wing là một tiến sĩ du học xuất sắc ở hải ngoại. Sau khi trở về Trung Quốc, cô đảm nhiệm vị trí quan trọng tại trường đại học Phục Đáng danh tiếng. Tháng 12 năm 2009, cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Ngày 14 tháng 4 năm 2011, cô đã ra đi mãi mãi ở tuổi 32 tuổi. Trong thời gian mang bệnh, cô đã viết lại tâm thư bệnh ung thư và đăng tải lên trang mạng xã hội, thu hút sự chú ý của hàng triệu người. Sức khỏe thật sự rất quan trọng. Vào thời khắc giữa sự sống và cái chết, bạn sẽ phát hiện rằng bất kỳ sự làm thêm giờ nào đều khiến bản thân bạn thêm áp lực. Những nhu cầu thiết yếu như mua nhà, mua xe đều trở thành những thứ phù phiếm như áng mây trôi. Nếu như bạn có thời gian, hãy cố gắng dành thời gian của mình ở bên lũ trẻ, đem tiền mua xe gửi tặng ba mẹ để họ có thể mua được những thứ cần thiết. Đừng nhất định ép mình phải mua nhà đẹp, chỉ cần có thể ở bên những người bạn yêu quý, đó chính là ngôi nhà ấm áp và đẹp đẽ nhất của bạn. Trước tiên, tôi không phải bị bệnh di truyền. Thứ hai, thể chất của tôi rất tốt. Thứ ba, tôi vừa sinh con và mới chỉ cho bé bú trong một năm. Thứ tư, các bệnh nhân mắc bệnh ung thư vú ở độ tuổi trên 45, tôi chỉ có 31 tuổi, vậy vì lý do gì? Không đi ngủ trước 12 giờ đêm. Suốt 10 năm nay, tôi có một thói quen là đi ngủ muộn. Thực tế, ngủ muộn ở độ tuổi của tôi không phải là một việc gì đó quá lớn. Những người tôi quen biết đều là những người ngủ muộn, nhưng tôi phải nói rằng việc thức khuya như vậy thật sự rất không tốt. Nhìn lại 10 năm nay, kể từ khi phải tắt đèn sớm khi còn là sinh viên ở ký túc xá ở đại học. Thực ra, lúc đó tôi thường xuyên thức khuya. Về cơ bản, tôi đã không hề đi ngủ trước 12 giờ đêm. Tôi học tập, tham gia các bài kiểm tra GRE, TOEFL, nghiên cứu sinh cùng nhiều bài thi khác, khiến tôi luôn tìm cho mình một lý do chính đáng. Đồng thời, tôi cũng dành nhiều thời gian để trò chuyện trên mạng, ăn đêm, hát karaoke cùng nhóm bạn, thông thường ngủ sớm cũng là vào lúc 1 giờ đêm. Sau đó, tôi đã bị mắc bệnh ung thư. Tôi bắt đầu nghiên cứu y học cổ truyền Trung Quốc hay đọc những sách như Hoàng đế Nội Kinh. Tôi biết rằng tầm quan trọng của việc ngủ đúng giấc từ 11 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng là khoảng thời gian tốt nhất, bởi vì trong khoảng thời gian này, một số cơ quan cơ thể đóng một vai trò quan trọng. Gan của tôi sau khi làm qua các xét nghiệm có chỉ số rất cao, nhưng trước đó tôi không hề có triệu chứng gì của bệnh gan. Tôi rất ngạc nhiên và rất nhanh hiểu được lý do tại sao chức năng gan của tôi nhanh chóng có vấn đề như vậy. Bởi vì chức năng gan kém không thể tiếp tục quá trình hóa trị. Cùng với lời giải thích của bác sĩ, từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng là khoảng thời gian hoạt động mạnh nhất của gan, cũng là thời gian thải độc tốt nhất của gan. Nếu chức năng gan không được nghỉ ngơi, nó sẽ gây ra lưu thông máu không đủ ở gan, rất khó để các tế bào gan hồi phục, dẫn đến sự suy giảm và làm trầm trọng thêm. Có lẽ cách nói thường xuyên thức khuya lâu dài cũng đồng nghĩa như việc tự sát không phải là quá phóng đại. Nghiện ăn. Trước khi bị bệnh, nếu như trên bàn ăn không có thịt, tôi sẽ cảm thấy rất khó nuốt và buồn tẻ. Bữa đó ăn cũng như không, mẹ tôi cho rằng thói quen ăn uống đó của tôi là do được kế thừa từ cha tôi. Cha tôi ở tuổi 30 đã là một đầu bếp đặc biệt nổi tiếng cấp quốc gia. Vào những năm 1990, có tới 1/3 đầu bếp ở địa phương tôi đều là học trò của ông. Trong thời đại thiếu thốn vật chất với tình trạng khan hiếm thịt cá như vậy, nhưng tôi chưa từng phải ăn uống khổ sở, thậm chí còn được ăn thịt thoải mái. Tôi thích chơi trò chơi con rắn tham ăn ở trên điện thoại. Giờ nghĩ lại, bất luận bạn thông minh, sắc sảo như nào, bạn vẫn luôn luôn phải chịu những hậu quả của sự tham lam. Tôi có khác gì con rắn trong trò chơi ăn nhiều đến nỗi chính mình trở thành nạn nhân.
học tập và làm việc quá nhiều đến nỗi như nhồi nhét. Không biết có thể tự hào hay xấu hổ, khi đứng trên ranh giới mong manh của sự sống, tôi thấy mình đã dành tận 20 năm chỉ có đâm đầu vào mải mê học tập, luôn đeo nặng thành tích học tập. Tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian tuổi trẻ và cuộc sống của mình. Một khoảng thời gian khá dài, tôi thuộc diện tiếp con gái 2 tuần, có nghĩa là chỉ 2 tuần trước kỳ thi tôi mới nghiêm túc học tập, đồng thời thành tích cũng rất kém. Sau đó tôi bắt đầu cuộc tấn công nhồi nhét, biến cơ thể mình thành một chiếc bao và nhồi nhét đủ thứ bất luận ngày đêm. Thành tích đạt được nhiều nhất là 21 tiếng trong ngày chỉ dành học tập. Tôi tin rằng những người có thói quen sinh hoạt giống tôi có rất nhiều, vì vậy muốn nhắc nhở các bạn rằng cần phải thực sự để ý đến sức khỏe của mình, đừng để cơ thể quá kiệt quệ. Tôi hy vọng những điều trên đây sẽ hữu ích với bạn, đừng để thêm một trường hợp đáng tiếc nào xảy ra giống như tôi. Ý kiến của các chuyên gia phân tích về căn bệnh ung thư. Một lối sống không lành mạnh sẽ gây nên rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Phó Giám đốc Bệnh viện Vũ Cảnh cho biết, việc thức khuya lâu dài sẽ làm rối loạn chức năng của hệ thống thần kinh nội tuyến, dẫn đến estrogen và progesterone bất thường, dễ gây mất cân bằng nội tiết, làm giảm khả năng miễn dịch, rất dễ tạo ra các khối ung thư. Những người thành công càng cần chú ý hơn trong việc phòng chống ngăn ngừa ung thư. Các bác sĩ khuyên rằng cố gắng mỗi năm 2 lần kiểm tra sức khỏe định kỳ để sàng lọc ung thư. Đừng nên bỏ đi việc kiểm tra sức khỏe trong nhiều năm liền, bởi vì khi bạn xuất hiện vấn đề thì đã quá muộn để điều trị. Đồng thời, quan trọng nhất chính là thay đổi những thói quen xấu, giảm thiểu vui chơi giải trí không lành mạnh, ăn những đồ ăn kém tiêu hóa, vận động thể dục đều đặn. Nhất là những môn thể thao ngoài trời, cố gắng đảm bảo một cuộc sống bình ổn với tâm trí thoải mái hàng ngày. Cảm ơn bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé!